Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe anh em nhé. Hôm nay em đi tuyển được cho anh em một chiến binh anh em ạ. Màu tê mặt quỷ, bộ to dài lông mỏng, vết chơi gì cực đẳng cấp anh em nhé. Lật cầu siêu vip luôn anh em ạ. Anh em nhớ chơi kìa. Cầu cánh mỏ đều, lật cầu chóng mặt luôn. Chim sạch tinh anh em nhé, chim chưa được khai thác gì, chim của dân bản nhà ta nuôi chưa khai thác, chưa gọi là chưa được một tí mồi tươi gì. Đấy, anh em xem cái lết chơi nó hay chưa. Em vác con chim cứng của anh em đi, mồi cứng của em đi để em kèm với nó, test cái lết chơi của em nó để cho anh em có thể thẩm trên clip này. Bộ chim quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Em chim này thì chủ bảo là nuôi được có khoảng 25 lồng anh em nhé, chủ được 25 lồng. Nhưng mà lên chơi nó đẳng cấp thật anh em ạ. Ui, đây là nó còn chưa được chăm bõng cẩn thận ấy. Nếu mà được siết lực thì chắc nó đấu còn găm dí nữa anh em nhé. Cực kỳ găm luôn. Gáy ngựa màu tê, bộ to dài lông mỏng, nó găm dí con mồi còn không dám dám bắt mặt với nó này anh em này. Quá vip luôn anh em ạ. Và em cũng báo giá công khai trên clip để cho anh em luôn. Anh em nào thấy hợp với túi tiền của anh em thì em nhấc máy alo cho em nhé. Em chim này là em chia sẻ lại cho anh em với giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu anh em nhé. Anh em nào gọi là thấy phù hợp với cái mẫu chim anh em săn lùng, phù hợp với cái túi tiền của anh em nhấc máy alo cho em. Đây lồng anh em nhỉ, lồng chủ chim mình chả thèm có đáy được gì, bè băng dính sợ là sỏng ra. Lấy băng dính bịt từ dưới đáy lồng nhỉ. Em test nó khoảng tầm chắc là cũng phải được khoảng 2 tiếng đồng hồ anh em ạ. Nó vẫn cứ chơi cứ thế này thôi anh em ạ. Cứ lật cầu cánh mỏ. Nói chung em chim này về anh em mà cho tập lực chăm bẵm cẩn thận là anh em có thể mang đi đeo số được anh em nhé. Khẳng định luôn là anh em có thể mang đi đeo số được. Một con chim chưa khai thác mà nó chơi như thế này. Chung là mẫu chim lý tưởng, nhiều anh em cũng thích cái lết này. Rất đều anh em nha, lật cực kỳ đều luôn. Cầu cánh mỏ đều tăm tắp luôn. Găm dí bắt mặt luôn, không lơ một nhịp nào cả anh em ạ. Gáy nó dài anh em nhỉ, gáy nó dài nhăng luôn. Gáy ngựa, xong rồi màu tê nữa, nó găm dí quá vip luôn. Chim sạch tinh anh em nhé. Chim thì chưa được cột rũa, chưa được gì cả, sạch tinh nguyên bản. Chỉ một chủ, không được chăm sóc cẩn thận gì cả, cứ đổ cám đổ nước thôi. Quá đẹp luôn anh em ạ. Con này được cả cái bóng bộ này, được cả cái lết chơi. Màu thì màu tê mặt quỷ, hầu bò gáy ngựa. Xong rồi to, xong rồi còn dài, lông mỏng tang luôn. Đẹp toàn diện anh em ạ. Nói chung anh em về mà anh em khai thác thêm chiến binh này thì chắc chắn là sẽ không làm anh em thất vọng. Em khẳng định luôn sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng. Đấy, như con chim này mà em thì em rất chìa thật, chim bắt của dân chưa khai thác là nó chưa khai thác, còn như con chim này mà anh em cho sang lồng đẹp nó chơi, không bảo là chim bao cờ bao giải thì anh em chắc nhiều khi anh em nhìn cũng ok đấy, là nghĩ là chim cờ giải đấy. Đấy, chim chưa khai thác là em nói luôn là chưa khai thác, và anh em có thể khai thác thêm. Clip quay tại nhà dân thực tế luôn. Đấy anh em có chim nào thì em giới thiệu trên clip hết cho anh em rồi. Anh em ưng em nó thì cứ nhấn alo cho em nhé. Gọi là clip em quay nó cũng khá dài, anh em có thể tự thẩm trên clip. Anh em đón xem clip của em có thể là vui vẻ giải trí và bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một good like, good đăng ký kênh. Em cũng chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng em trong suốt thời gian vừa qua nhé. Thôi clip em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người.